Xin chào mọi người, trở lại với video của mình. Và hôm nay sẽ là một clip cực kỳ đặc biệt. Hôm nay thì chúng mình sẽ bóc hộp một món quà đặc biệt đến từ giải đấu Zine. Không quà không anh em? Có à. Muốn lấy quà không? Có. Hôm nay sẽ có những game đấu để chúng ta lấy những món quà đến từ giải đấu Zilic nha. Yes. Và đầu tiên thì sẽ mở hộp, ăn bóc nha anh em nhé. Để chúng ta xem có những gì trong này nhé. Nhiều bài của em đúng không? Không em. Nhiều phết anh ạ. Nhiều lắm. Ôi. Đầu tiên ở đây chính là một chiếc áo số 28 của Nguyễn Công Phượng. Wow, một chiếc áo rất đẹp của Công Phượng mọi người nhé. Tuyệt vời. Ở đây thì có đầy đủ logo của Puma này, đội bóng Yokohama FC. Và ngoài ra thì có một cái logo của giải đấu Zilic ở đây rất đẹp mọi người nhé. Đấy. Thì chiếc áo này tí nữa anh sẽ làm phần thưởng cho mọi người trong game đấu. Yes. Được không? Yes. Cảm ơn anh. Em thì em cầm nha. Chưa hết anh em. Em rồi mà. À, có gì nữa không anh ơi? Ở đây là đây. Wow. Một quả bóng đến từ giải đấu Zilic. Đây xem nào. Bóng này có tên là Z30 mọi người nhá. Đấy, tức là kỷ niệm 30 năm của Zilic. Đấy. Đây là một quả bóng official Macbon và thật sự rất là đẹp luôn. Vậy thì anh em mình cùng thử làm vài game với bóng này, xong rồi ai mà là người thắng thì sẽ được chiếc áo Công Phượng. Ok không? Bóng thì làm sao? Bóng thì còn game thì chưa hết, xem còn gì đâu anh em. Ôi. Không khí đến từ giải Zilic. Và bây giờ sẽ là game đấu đầu tiên của ngày hôm nay, có tên là thử thách skill. Và mỗi người sẽ biểu diễn một skill bất kỳ, và ai biểu diễn kém nhất thì sẽ bị loại khỏi game đấu này và sẽ là người dừng cuộc chơi, không còn cơ hội để nhận áo của Công Phượng nữa. Chơi không anh em? Chơi anh ơi. Và người đầu tiên trình diễn sẽ là Việt Anh CR7 cùng quả bóng Z30. Vỗ tay anh em ơi. Xem nào. Ây à. Ây à, có gì khó nữa không? Hết giờ về chỗ. Tiếp theo sẽ là Vương Văn Anh. Hôm nay em đến đây muốn làm mất thời gian của mọi người, em đến đây để em thể hiện tài năng của mình. Văn Anh đây mà, làm gì nào? Ma Xe Lăng. Làm mất thời gian của mọi người rồi. Ghê quá nhở. Tiếp theo sẽ là Minh Nhật. Ui rồi. Xe là Minh Nhật có skill gì không? Mình nghĩ là Minh Nhật sẽ bị loại bởi vì Minh Nhật là không có skill gì. Nghĩ là anh nói thế nào? Anh nghĩ là em không có skill gì luôn đấy. Ghê chưa? Và tiếp theo sẽ là một chàng trai lần đầu tiên xuất hiện mặc áo Nhật Bản luôn, tên là Khánh Duy. Ok. Anh phải tin em sẽ loại được Minh Nhật. Em loại Minh Nhật luôn á? Đúng rồi. Ok, xem nào. Được. Tiếp theo sẽ là Hoàng Huy. Ok em. Lâu lắm mới thấy này, xem có làm gì ông mới không? Nào xem nào. Vẫn rất là nghệ nhá. Hạ vòng luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại game đấu tiên. Cả năm bạn đều có những skill rất hay. Nhưng mà rất tiếc là mình sẽ phải loại đi một người, và người đó chính là ok, mình sẽ không loại ai cả. Vì vừa xong mọi người chơi quá hay nên là quyết định sẽ cho mọi người thêm một cái thử thách tiếp theo, và game 2 này sẽ loại, thật sự sẽ loại nhá. Game 2 này chúng ta sẽ tái hiện lại 5 siêu phẩm của giải đấu Zilic, và nếu mà ai làm đẹp thì sẽ được vào vòng tiếp theo và có cơ hội nhận chiếc áo của Công Vương. Đầu tiên sẽ là bàn thắng của Lê Công Vinh cho Sapporo trong chiến thắng 1-0 trước Varen Nagasaki tại vòng 34 của giải Zilic 2 vào năm 2013. Lượt thử đầu tiên của Văn Anh. Việt Anh, Văn Anh. Như Công Vinh luôn. Vương Văn Vinh. Tiếp theo là lượt của Việt Anh. Ôi, hay là sao nào đây? Cơ hội. Như vậy là có 2 siêu phẩm đến từ Việt Anh và Văn Anh rồi. Bây giờ sẽ là Hoàng Huỳnh nhé, cùng chờ xem. Hoàng Huỳnh nào. Rất đẹp rồi.
trời ơi, đánh đầu ra ngoài mới đau chứ. Quá đau cho Hoành Huỳnh chúng ta. Tiếp theo sẽ là Khánh Duy. Ok. Bây giờ sẽ là bác này không vào không lấy tiền anh em nhé. Một đường truyền vào của Văn Anh. Khôi. Như vậy là cũng tiếp bước Hoành Huỳnh đánh đầu ra ngoài các bạn ơi. Bàn thứ hai là của Leandro Damião trong trận hòa 1-1 giữa Sonan Beman và Kawasaki Frontale tại vòng 16 của G-League One năm 2021. Siêu phẩm số 2 đó là một bàn thắng xe đạp chổng ngược. Và là người tiến thủ ngày hôm nay đó là Việt Anh. Ok. Việt Anh và Minh Nhật. Siêu. Ok. Tiếp theo sẽ là lượt sút của Văn Anh. Hãy cùng chờ xem. Văn Anh. Oh, vọt sang ngang rồi. Dậy đi cháu ơi, dậy đi cháu ơi. Tiếp theo là Hoành Huỳnh. Đừng đùa với mình nhá. Ghê phết đấy mọi người ơi. Được, 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 được. Ok, ok, đập tay. Ghê phết. Mặc dù là chưa bay đẹp lắm nhưng mà cú lộn vừa rồi cũng rất là thú vị. Đến từ vị trí Hoành Huỳnh. Tiếp theo là bạn Duy. Ok, let's go. Duy và Minh Nhật. Oh. Siêu phẩm thứ 3 đó là của Chanathip trong trận hòa 1-1 giữa Sapporo và Sereno Osaka tại vòng 21 của G-League One năm 2018. Bàn số 3 sẽ là một siêu phẩm của Chanathip. Cùng chờ xem nhá. Yes. Tiếp theo là thử của Vương Văn Anh. Chanathip nào. Vương Văn Anh và Chanathip. Và bây giờ sẽ là thử của Hoành Huỳnh. Cùng chờ xem nhá. Rất tuyệt vời. Và Hoan Hô Minh Nhật. Tiếp theo là Khánh Duy. Tuyệt vời. Không vào. Hoan Hô Minh Nhật. Bàn thứ tư là của Zico trong chiến thắng 5-0 của Kashima Antlers trước Nagoya Grampus ngay tại vòng 1 của giải G-League One năm 1993. Và đây chính là cú hat-trick đầu tiên trong lịch sử của G-League One. Bây giờ sẽ là tái hiện một siêu phẩm đặc biệt. Một bàn thắng của Zico. Zico thì nổi tiếng với những bàn thắng gọi là lá vàng rơi rồi. Và chúng ta cùng chờ xem là liệu Văn Anh là người đầu tiên có làm được một bàn thắng lá vàng rơi như kiểu Zico của Brazil không nhá. Lượt sút của Văn Anh bắt đầu. Cuộc sống mà rất là thương bạn Duy. Lượt sút của Việt Anh chúng ta cùng chờ xem. Oh my god, trời ơi. Ra gì đấy? Lượt sút của Hoành Huỳnh. Oh, Hoan Hô Minh Nhật. Mấy trụ cột bay vào đấy. Lượt sút của bạn Duy. Bắt đầu. Duy Japan. Duy Japan. Bọt xà rồi. Và bàn thứ 5 đó là của Takumi Minamino khi mà Urawa Red đã có một trận đấu với tỷ số 2-5 với cả Sereno Osaka tại vòng 34 của G-League One năm 2013. Bàn thứ 5 này là của Minamino và chúng ta sẽ cùng thử sức nha. Và người đầu tiên sẽ là Việt Anh. Oh! Thật ra thì Minamino sút vào góc bên kia, nhưng mà Việt Anh sút góc bên kia mọi người ạ. Thật ra thì vào nhưng mà thật sự là cũng không giống. Lượt sút của Văn Anh bắt đầu. Mời như Minamino luôn. Tuyệt vời. Tiếp theo là thử của Hoành Huỳnh. Ok, let's go. Hoành Huỳnh và Minh Nhật. Ôi! Oh!
Mặc dù ngã nhưng mà Huân ghi bàn. Tuyệt vời. Tiếp theo là lượt thử của Khánh Duy. Let's go. Khánh Duy và Minh Nhật. Lượt tiên là không vào. Như vậy là chúng ta đã trải qua game đấu số 2 với những bàn thắng cực kỳ đẹp mắt đến từ anh em. Vỗ tay chúng ta nào. Yeah. Ok, và bây giờ thì ai sẽ là chủ nhân của chiếc áo Nguyễn Công Phượng đây? Chúng ta đã tìm ra được hai người vào vòng chung kết, đó chính là Việt Anh và Văn Anh. Chia buồn với các bạn còn lại nhá. Nhật thì có thể cầm áo cho mọi người được không? Áo rất xịn và đẹp này. Thì ở cái game đấu cuối cùng này, để phân định giữa Việt Anh và Văn Anh thì sẽ là game đấu trả lời câu hỏi. Và khi anh đọc xong đáp án thì các bạn giơ tay, ai tay trước thì sẽ là người được trả lời câu hỏi. Ok. Ok. Và ai trả lời đúng nhiều hơn sẽ là người chiến thắng chiếc áo Công Phượng ngày hôm nay. Sai thì thôi. Sai thì người khác trả lời. Đúng rồi. Anh trả lời sai đi em. Cảm ơn em và cảm ơn Huỳnh nhá. Rồi, mời hai bạn có phải. Và bây giờ sẽ là game đấu tuyệt vời. Anh sẽ đưa ra các câu hỏi và các em sẽ trả lời. Sau khi mà anh đọc đáp án xong thì các bạn sẽ giơ tay nhá. Ai mà trả lời trước đúng thì nhiều hơn sẽ là người chiến thắng. Ok. Ok. Câu hỏi đầu tiên. Trận đấu đầu tiên của J-League diễn ra vào năm nào? Đáp án A là 1992, B 1993, C 1994 và D 1995. Như vậy Văn Anh là người đã đưa tay trước. Ok. Đáp án là gì? Là 1993. Đáp án là B 1993 đúng không? Ok. Đúng. Chúng ta kỷ niệm 30 năm đúng không? 35, 23 trừ đi 30 là còn 1993 đúng không? Đúng rồi. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 như sau. Đội bóng nào vô địch J-League 1 nhiều lần nhất? Đáp án A là Yokohama F. Đáp án B là Kawasaki Frontale. Đáp án C là Kashima Antler. Và đáp án thứ tư đó là Jubilo Iwata. Em. Lần này thì Việt Anh đã hô trước. Chọn A. A là gì? Tokibo gì đấy. Như vậy là Việt Anh chọn đáp án A. Đó là một đáp án sai. Em. Tiếp theo là lựa chọn của Văn Anh. Anh chọn đáp án nào? Đáp án C. Đáp án C đó là Kashima Antler. Và kết quả cuối cùng, đáp án C là đáp án chính xác với 8 lần vô địch. Như vậy là chúng ta trải qua hai câu hỏi. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi cuối cùng anh. Bây giờ còn câu cuối, cố gắng gỡ danh dự chứ đúng không? Chẳng lẽ lại chịu thua như thế? Thua trắng à? Thua trắng à? Không thật đấy. Câu hỏi cuối cùng đó là kể tên 4 cầu thủ Việt Nam từng thi đấu tại J-League. Em. Chơi không? Không. Không chơi luôn. Không biết. Không biết đúng không? Biết. Như vậy là Việt Anh không biết gì về J-League các bạn ạ. Em trả lời đi. Nào. Công Phượng này. Công Phượng là một. Ai nữa nào? Mới tái hiện xong. Văn Lâm. Văn Lâm là 2. Ai nữa nhỉ? Tuấn Anh là 3. Ai nhỉ? Ai? Văn Anh. 10 giây cuối này. Cái người mà em ghi bàn đấy. Vinh. Đúng rồi, ok. Như vậy là ok, và như vậy người chiến thắng của game đấu ngày hôm nay, mặc dù Việt Anh ghi bàn nhiều hơn, nhưng mà trong phần trả lời câu hỏi, mặc dù ghi rất nhiều bàn thắng rất đẹp, đẹp cứ như là các siêu sao của J-League ấy, nhưng mà cay chết nhỉ. Chiếc áo lại thuộc về Văn Anh. Văn Anh. Ô, em mặc vừa luôn này. Xứng đáng thì thuộc về người thôi. Ok, chúc mừng Văn Anh. Ok, em muốn nói gì không? Đầu tiên là em cảm ơn giải đấu J-League đã tặng em một chiếc áo rất là đẹp. Và cảm ơn Việt Anh đã trả lời sai bét các câu hỏi. Và mọi người ơi, đừng quên là follow các tài khoản của J-League mọi người nhé. Và trong năm nay nhé, kỷ niệm 30 năm nên sẽ có một điều rất đặc biệt. Đó là lần đầu tiên J-League sẽ phát sóng 4 trận cầu tâm điểm của mỗi vòng đấu cho fan quốc tế xem. Và trong đó có Việt Nam của chúng ta. Wow. Đấy. Nên là mọi người hãy lên follow kênh YouTube J-League International để có thể là xem các trận đấu nha. Và ngoài ra một tin vui hơn nữa, đó là anh em nhớ là check các cái bài post của J-League trên trang mạng xã hội nhé. Wow. Tại vì sắp tới là trong campaign J30 này sẽ có rất là nhiều món quà để anh em săn quà nhé. Nhớ là tham gia mọi người nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Bye. From Japan to the world.